Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tech Shop. Thì như các bạn đã thấy ở đây, hôm nay trên bảng chúng ta sẽ có rất nhiều các sản phẩm mang thương hiệu của Suvecito, từ pomade này, sáp và gôm. Nhưng mà lại báo cho các bạn một tin buồn, đây chính là các sản phẩm hàng giả, hàng nhái mà mình đã vừa mua được ở trên thị trường với một cái giá nó khá là rẻ, loanh quanh khoảng tầm gần 300.000 cho toàn bộ 3 sản phẩm này. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem những sản phẩm này xem lại cho những gì và cách phân biệt thế nào sản phẩm hàng thật, hàng giả và hàng thật nó sẽ như nào, hàng giả sẽ như nào nhá. Ok, thì như các bạn thấy chúng ta sẽ có một sản phẩm pomade, một sản phẩm sáp và một sản phẩm gôm. Những sản phẩm này mình vừa có mặt ở đây thôi, rất là nóng hổi, đều là những sản phẩm mới tinh. Ngoài ra thì đặc biệt là hộp sáp này, mình rất ấn tượng với hộp sáp này bởi vì đây là một hộp sáp có cái thiết kế khá là đẹp. Cá nhân mình đánh giá thế, không có một lọ sáp nào trên thị trường, kể cả là hàng chính hãng, hàng cao cấp, có cái thiết kế mà nó độc và nó lạ như thế này. Nhưng các bạn thấy thì thiết kế của sản phẩm này nó khá là đặc biệt. Mình chưa hề gặp các cái sản phẩm nào có cái thiết kế như này. Nhưng mà cái thiết kế này nó bị một cái nhược điểm, đó chính là nó sẽ không thể nào đóng kín hoàn toàn được cái sản phẩm của bạn, nó sẽ bị hở. Thì chính từ cái việc hở đấy nó sẽ làm cho sản phẩm chúng ta trở nên nhanh hỏng hơn và nó sẽ bị nhiều các cái vấn đề như là bốc hoặc là chua hoặc là bị rất là nhiều vấn đề liên quan đến sáp. Đây sẽ là một cái thiết kế mà hầu hết không ai sử dụng các sản phẩm sáp của chúng ta cả. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một lọ pomade foam hole. Để nói sơ qua một chút về những sản phẩm mình có ở đây thì chắc chắn rồi, hàng hãng tất nhiên cũng sẽ có gôm, có sáp và có cả pomade. Nhưng mà đối với các sản phẩm chính hãng của gôm Suvecito ấy, chúng ta sẽ có một thiết kế màu đen này. Cái chai nó sẽ lùn lùn hơn một chút. Và ngoài ra trên chai chúng ta cũng sẽ có in chữ Suvecito, nhưng mà sẽ không phải là in chữ Suvecito pomade như ở đây, nó sẽ là Suvecito hairspray. Ngoài ra thì đối với sản phẩm sáp vuốt tóc này thì mình cũng chắc chắn một điều, đó chính là Suvecito sẽ không có những cái thiết kế như thế này và cũng sẽ không có cái chất sáp và cái mùi hương nó lạ như thế này nữa. Cuối cùng thì đây sẽ là sản phẩm chúng ta đi sâu nhất trong ngày hôm nay, đó chính là Suvecito Foam Hole Pomade. Và mình sẽ so sánh thử cho các bạn xem Suvecito hàng chính hãng và Suvecito hàng giả nó sẽ như thế nào. Tạm thời thì hãy để hai sản phẩm, cái bộ combo này qua bên và chúng ta hãy tập trung hơn vào đối với các sản phẩm Suvecito Pomade Foam Hole này. Bởi vì đối với cá nhân mình đánh giá ấy, thì đây đã là một sản phẩm rất nổi tiếng và rất thành công thị trường rồi. Và cái sản phẩm Foam Hole này cũng đã được làm giả rất là nhiều. Đó chính là cái lý do vì sao mà bên nhà sản xuất ấy, người ta đưa ra một phiên bản giới hạn là ở đây. Thì cái phiên bản này sẽ chỉ đổi label thôi, nó sẽ khác hơn hoàn toàn so với các sản phẩm hàng giả hàng nhái xuất hiện bây giờ. Và còn đối với bạn nào có không tìm và mua được những cái sản phẩm chính hãng như vậy thì hôm nay mình sẽ phân biệt cho các bạn cách để nhận biết được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả của sản phẩm Suvecito Foam Hole Pomade. Đầu tiên thì như các bạn thể thấy, bề ngoài hai thiết kế của sản phẩm chúng ta rất là giống nhau, không khác một cái gì cả. Để mà đánh giá mà nhìn mắt thường mà không có hai sản phẩm để so sánh ấy, thì mình dám chắc một điều là đó chính là các bạn không thể nào mà phân biệt được đâu là hàng thật hàng giả đâu, chỉ với mắt thường mà không có hai sản phẩm để so sánh nhá. Thì mình sẽ vẫn so sánh một chút qua về cái thiết kế của sản phẩm. Thì hai sản phẩm này đều có hình trụ tròn. Phần label chúng các bạn có thể để ý, đối với các sản phẩm chính hãng của Suvecito này, chúng ta sẽ phần label được dán rất là ngăn nắp, rất là đều, rất là tròn. Còn ngược lại đối với cả các sản phẩm giả thì nó sẽ được dán không cẩn thận thì nó sẽ dẫn đến tình trạng bị lệch này. Đó, các bạn thấy không? Cái mạnh bên này nó sẽ bị thừa rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là về màu sắc của hai sản phẩm này, thì cái mà mình muốn nói ở đây chính là màu sắc và phần label. Như các bạn có thể thấy, phần label ở đây chúng ta sẽ có màu sắc màu rất là đậm, rất là rõ nét. Ngược lại ở đây chúng ta sẽ có màu rất là nhạt. Đối với sản phẩm chính hãng chúng ta sẽ có phần label màu nâu ở viền này, xong đến màu vàng và các màu sắc được phân bố rất là đều. Thì ngược lại đối với sản phẩm hàng giả, chúng ta sẽ có một màu nâu hơi ngả vàng ở viền và các màu sắc nó làm rất là nhợt nhạt. Ngoài ra đối với những sản phẩm chính hãng ở trên label, như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ có tên sản phẩm Suvecito Pomade tất nhiên rồi, Foam Hole, logo của writer. Và cái logo của writer này nó sẽ rất là quan trọng bởi vì nó sẽ biểu hiện là đây là một sản phẩm đã được đăng ký bản quyền. Đó. Còn cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần trang web của sản phẩm, đó chính là Suvecito.com. Ngược lại đối với sản phẩm hàng giả này, như các bạn thấy chúng ta sẽ có tên của sản phẩm này, Foam Hole này, cái logo writer sẽ không có nhá. Tức là sản phẩm này không được đăng ký bản quyền và không được nhà sản xuất tung ra. Tiếp theo đó chính là trang web của sản phẩm này cũng sẽ được làm giả và là sai. Bởi vì như các bạn đã biết, trang web của Suvecito đó chính là Suvecito.com. Thì đối với sản phẩm này đó chính là Suvecito Pomade.com.
Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một vài cái cách nhận biết khác, ví dụ như là ở phần label màu sắc cũng sẽ được in rõ ràng hơn rất là nhiều này, thông tin chúng ta sẽ in rất là đầy đủ. Và đặc biệt cái thứ mà chúng ta nên lưu ý nhất đó sẽ là phần đáy của sản phẩm. Thì đối với đáy của sản phẩm chính hãng, chúng ta sẽ có cái phần chữ được dập nổi ở đây. Thì cái phần chữ này đi kèm theo đó chính là các cái mã sản phẩm này và nơi mà sản xuất ra sản phẩm này, đó chính là Mỹ. Các bạn thấy ngược lại đối với cả sản phẩm hàng giả thì các bạn thấy chúng ta có một cái hẫng khá sâu ở trong, và ngoài cái hẫng này ra thì nó sẽ không có một cái gì cả, sẽ có một vài các cái in vớ vẩn như là tái chế hoặc cái gì đó mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà đối với các sản phẩm hàng giả ấy, nó sẽ không có một cái gì cả, nó sẽ chỉ có một cái hẫng ở đáy này thôi. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà các bạn nên lưu tâm khi mà đi tìm mua những sản phẩm như thế này. Và một cái lưu ý nhỏ nữa thì sẽ giúp các bạn biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả ngay lập tức, đó chính là chúng ta cầm hai sản phẩm này lên. Và khi chúng ta sẽ cầm hai sản phẩm này lên ấy, chúng ta sẽ biết được đâu là thật và hàng giả ngay. Bởi vì đối với các sản phẩm hàng thật ấy, nó sẽ có dung tích là khoảng 113g đúng không? Cầm nó sẽ rất là chắc tay, chắc chắn. Còn ngược lại đối với các sản phẩm hàng giả, cầm nó sẽ nhẹ hều à. Và khi các bạn cầm mà các bạn nắm chặt chặt này, nó sẽ tạo ra một cái độ vang, nó rung rung, nó vang vang, nó hay nhưng mà nó là hàng giả đấy. Nó hay nhưng mà nó là hàng giả. Cho nên các bạn hãy nhớ lưu ý các cái lựa chọn của mình mỗi khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm của Suvecito. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử sử dụng xem chất lượng của những cái sản phẩm này sẽ như thế nào. Một sản phẩm sẽ có giá đến 350.000 và một sản phẩm, nhầm, mình xin lỗi, ba sản phẩm sẽ có giá trên 300.000. Thì chất lượng của nó sẽ như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu. Và tất nhiên không phải ai cũng sẽ mua được cái giá như mình. Không phải ai, cho mình chắc chắn một điều như vậy, không phải ai cũng sẽ mua được cái giá của sản phẩm hàng giả sẽ như mình. Bởi vì mình sẽ có một cái số cái cách để mình có thể biết được, và mình cũng sẽ quen một số người đang sử dụng các sản phẩm hàng giả thì mình có thể mua lại từ họ. Còn nếu mà bạn nào không tìm được như thế thì mình chắc chắn cái việc mà bạn mua được một sản phẩm hàng giả này mà bằng với hàng thật ấy, nó chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì nó rất là giống nhau. Chúng ta phải trang bị cho mình một lượng kiến thức vừa đủ để chúng ta có thể phân biệt được hàng thật hàng giả, tránh mua phải các sản phẩm hàng giả. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi combo này cho các bạn trước nhá. À, lần trước thằng bạn mình có hỏi mình là mày có gom đồ lô xương sọ không, gom này không? Thì xin thưa với mày, đây là gom giả, tao không bán. Tất nhiên rồi, thì khi các bạn trải nghiệm bất kể sản phẩm nào thì hãy nhớ tạo kiểu tóc trước. Bởi vì khi mà các bạn trải nghiệm các sản phẩm như thế này, bất kể đó là sản phẩm nào, hàng chính hãng, hàng thật hay hàng giả, các bạn đều nên xả tóc. Bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm thật nhất, và nó sẽ giúp chúng ta thấy được cái hiệu năng của sản phẩm đó rõ nhất. Và mình đã xả rồi nhá. Điều đầu tiên là mình bất ngờ đối với sản phẩm này, đó chính là khi mà mình sờ vào ấy, thì cái sản phẩm này có bề mặt rất là mềm, nhưng mà mình lấy sáp ra ấy, lại vô cùng là cứng, cực kỳ cứng luôn. Uầy, vi diệu. Ở chất sáp chúng ta sẽ có màu hơi vàng vàng, nó giống như màu sữa ngô ấy. Cái việc đánh tan và apply lên tóc thì mình thấy thì nó sẽ, cái việc đánh tan nó sẽ hơi khó thôi, nhưng mà còn cái việc apply lên tóc thì nó sẽ gặp hơi một chút cái độ rít. Mình đoán không nhầm thì nó là thế, bởi vì khi mình đánh tan mình chúng ta có thể cảm nhận được khá là nhiều trong cái quá trình apply lên tóc rồi. Thì như các bạn thấy thì đây chính là Suvecito Wax hàng giả trên mái tóc của mình. Để mà nói cho các bạn cái cảm giác đầu tiên mà mình trải nghiệm sản phẩm này ấy, khi mình vuốt lên tóc ấy, mà tóc mình đã qua tẩy khá là nhiều rồi, thì đây cũng là một cái điều các bạn, mình nghĩ các bạn không nên làm. Vì vuốt sáp giả lên tóc tẩy nó là một cái gì đấy nó rụng tóc nhiều lắm, cho nên các bạn đừng thử nhá. Khi mà các bạn vuốt sản phẩm này lên tóc thì chúng ta sẽ có một độ khô nhất định, nó sẽ làm cho mái tóc chúng ta trở nên khô rít hơn khá là nhiều. Và ngoài ra thì mình cũng đánh giá sản phẩm này có độ đóng form khá tốt, rất bất ngờ. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó chính là cái mùi hương của sản phẩm này nó bị toàn mùi hóa học. Bên cạnh đó thì cái việc kiểm soát mái tóc đối với sản phẩm này nó vô cùng là khó, đặc biệt là đối với anh em nam chúng ta thường hay có thói quen, ví dụ như là mình hay hớt tóc thế này, thì đối với sản phẩm này nó sẽ hơi khó một chút, bởi vì nó tạo ra rất nhiều độ rít. Tiếp theo đó chính là độ khô sản phẩm này mang lại, mình cảm thấy nó vô cùng khô. Đây là điều mình đã nói rất nhiều lần, nó sẽ làm cho mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì đối với cá nhân mình ấy, mình không thích những sản phẩm khô lắm. Nó sẽ làm cho tóc của chúng ta trở nên có cái nhìn sơ hơn. Có thể các bạn thấy trong hình nó sẽ trông khá là ok, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thật bằng mắt ấy, thì nó sẽ có một cái nhìn rất là khô, sơ, trông nó rất là kiểu thiếu sức sống ấy. Nó không có một chút sức sống nào trên mái tóc của mình cả. Một trong những cái vấn đề cuối cùng mình nói đó chính là về khả năng gội rửa đối với sản phẩm này thì mình đánh giá không cao. Khi mà sản phẩm này gội rửa rất là khó, các bạn phải dùng đến rất là nhiều dầu,
và thậm chí mình đã dùng đến xà phòng để rửa tay rồi mà tay mình vẫn còn kiểu cảm giác hơi vẫn còn chất sáp như vậy đấy. Và đặc biệt đối với sản phẩm như thế này thì sau mỗi lần chúng ta sử dụng nó sẽ đem lại một độ khô rất là lớn cho mái tóc. Tức là đối với những sản phẩm chính hãng, hàng xịn chẳng hạn thì nó sẽ có nhiều dưỡng chất này. Chúng ta mỗi lần dùng xong và chúng ta mỗi lần trải nghiệm xong, tả đi mái tóc của chúng ta sẽ trở nên mượt mà và nó sẽ không bị khô. Còn ngược lại đối với những sản phẩm này, nếu mà các bạn dùng nhiều thì chắc chắn tóc của bạn sẽ bị khô và rụng rất là nhiều. Và đó là Savotox Suavecito Wax. Đây, đây sẽ là phần gốc. Và như các bạn thấy thì đây chính là cái combo gom và sáp trên mái tóc của mình. Cái cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm combo này xong thì nó sẽ bị nặng tóc rất là nhiều. Cái thứ hai là cái mùi của sản phẩm này nó hơi khó chịu một chút. Đối với những bạn nào mà đang sử dụng các dòng gom nó hơi thơm thơm một chút ý, sử dụng sản phẩm như này nó sẽ cảm thấy không hài lòng lắm. Và đặc biệt cái độ nặng của sản phẩm này mình cảm thấy nó rất là nặng. Và cái khả năng tạo kiểu lại đối với bộ sản phẩm này mình không đánh giá quá cao, đặc biệt là về khả năng gội rửa như mình đã nói ở trước rồi, khả năng gội rửa của bộ sản phẩm này rất là kém. Và đó là những gì mình có thể cảm nhận được về Suavecito hàng giả mình đang có ở đây. Nói nôm na thì nó sẽ rất giống với cả các con hàng fake đã ở trên thị trường, ví dụ như là con L'Oreal hàng giả, cái con màu trong trong ấy, Butterfly, Butcherfly, con hàng giả ấy, cái con hàng giả mà viết ngược chữ ấy, thì những cái con này nó sẽ tương tự như những con đó về hiệu năng, về chất lượng, về các cái tác hại. Nó sẽ khô, nó sẽ rít và nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề sau khi chúng ta trải nghiệm xong với những sản phẩm như thế này. Đặc biệt cái vấn đề mà mình cảm thấy nhức nhối nhất ấy, đồng ý thì là hàng giả đi, bán giá thấp thấp thôi, người ta biết luôn hàng thật hay hàng giả. Đây ông hàng giả ông lại còn bán giá nó tương tương, nó ngang ngang so với cả hàng thật, thế thì đỡ làm sao được. Đó là một điều mình cực kỳ không hài lòng đối với các sản phẩm hàng giả xuất hiện tại Việt Nam. Như các bạn thấy thì đó chính là trải nghiệm của mình về cái combo gom xịt tóc và Savotox Suavecito hàng giả này. Thì để mà dồn tất cả vào trong một clip nó sẽ hơi dài một chút, cho nên chính vậy mình sẽ chia ra làm hai phần và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.